TV256 xin mến chào quý vị. Hôm nay ngày 6 tháng 8 năm 2022, TV256 muốn bình luận với quý vị về ba cái điều luật mà TV cảm thấy nó rất là mơ hồ, man rợ của chế độ Việt Cộng. TV nói thẳng đây là chế độ Việt Cộng, là cái chế độ được cầm quyền bởi những người theo cái chủ nghĩa cộng sản, những người Việt Nam mà theo chủ nghĩa cộng sản thì TV256 gọi là chế độ Việt Cộng. Họ đưa ra ba cái điều luật mang rợ, mà điều luật mang rợ và mơ hồ nhất nữa. Thứ nhất là TV muốn bình luận về điều 79 mà sau này đổi thành là điều 109 của Bộ luật hình sự. Và điều thứ hai nữa là điều 258 sau này đổi thành điều 331. Và điều thứ ba là điều 88 bây giờ đổi thành điều 117 trong Bộ luật hình sự. Cùng là Bộ luật hình sự nhưng mà họ đổi thành cái số gọi là khác nhau, cái thay đổi liên tục. Biết bao nhiêu lần thay đổi rồi chứ không phải nhiều lần thay đổi lắm. Năm này năm nọ cái thay đổi chữ rồi thay đổi trong điều luật rồi. Bây giờ thay đổi luôn cả số nữa. Mang rợ là khi mà kết tội người ta điều 79 mà bây giờ điều 79 đã xóa bỏ rồi. Mà khi điều luật mà đã xóa bỏ thì phải thả tù, phải phóng thích người ta. Người ta bây giờ tự nhiên mà điều luật 79 đổi thành điều luật 109. Vậy làm sao? Các anh làm luật mà các anh làm như là trò cười đó, trò hề đó. Thấy không? Luật pháp mà đâu phải trở thành giống như diễn viên hài. Muốn đổi là đổi à. Đó. Từ 79 đổi ra thành 109. Rồi bây giờ người tù nhân người ta bị tội về cái điều 79 đó thì bây giờ phải thả người ta chứ. Phải không? Tại sao phải thay đổi cái điều luật như vậy? Bây giờ TV muốn chia sẻ về và bình luận về cái điều mà 109. Nó thật sự là điều 79 khi xưa thôi chứ không có gì khác hết. Thì quý vị đọc trên đó, điều 109 quy định ba khung hình phạt căn cứ vào vai trò của người phạm tội và giai đoạn thực hiện phạm tội phạm. Quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Thằng nghe cái tiếng là tử hình là TV rất là tởm rồi. Tử hình giết người đó là một tội phạm. Thì bây giờ đó, bây giờ cho là TV256 chấp nhận cái tử hình đi. Cái luật pháp có cái điều mà tử hình đi. Thì cái tử hình đó ai là người thi hành cái án tử hình này? Cái người mà kết tội người ta đó là tử hình, đó là cái tên chánh án đó. Anh kết tội người ta tử hình thì anh có đủ can đảm để mà anh tử hình người đó không? Khi mà anh không đủ can đảm để anh tử hình người đó thì anh làm ơn đừng có kết án tử hình bất cứ ai khác. Khi mà anh thấy tử hình nó khó khăn như thế nào, những người mà cầm súng giết người tử tội, những người mà bơm thuốc độc vào người tử tội, họ đều ám ảnh suốt cái cuộc đời của họ. Họ trở thành một người giết người. Làm sao mà mình xử một người mà tử hình được? Thấy không? Tử hình là luật pháp mang rợ. Gần như các quốc gia người ta bỏ cái án tử hình rồi. Tại vì đó, biết bao nhiêu
bác biết bao nhiêu mà án oan ở cái nhà nước mà bởi cái đảng cộng sản cầm quyền này, hàng trăm hàng ngàn cái án quan như án oan như vậy mình thấy ở trong báo, hàng trăm hàng ngàn án oan chứ không phải là chuyện đùa. Mà bây giờ mình tử hình người người oan ức rồi, bây giờ mình có đền bù cho họ được không? Mà tại sao mình vẫn tiếp tục cái án gọi là tử hình như vậy? Áp dụng đối với người phạm tội và là người tổ chức, người xúi dục hoặc ở đây đó, cái chữ xúi dục này đó, TV cảm thấy là rất là bất mãn. Mình là người lớn rồi, mình đâu phải là đứa bé mà dưới 18 tuổi đâu, mình đâu phải là người vị thành niên đâu, mà tại sao mình đã đủ trưởng thành rồi, tại sao mình nghe lời xúi dục được? Không có ai xúi dục được mình người trưởng thành hết á. Trên thế giới này á, không có luật luật pháp nào mà dùng cái chữ mà xúi dục. Hoặc là mình khi phạm tội rồi đó, mình nói tại tôi bị xúi dục à, ai mà tin mình? Mình là người lớn mà, mình trên 18 tuổi rồi, đi vào phòng ngủ với người ta là phải chịu, gọi là theo cái ý của mình thôi, đừng có nói là người ta xúi dục mình. Ở luật pháp ở các quốc gia khác, người ta cho là cái tuổi 18 hoặc là cái tuổi 21 là cái tuổi trưởng thành rồi, đừng bao giờ dùng cái chữ mà xúi dục. Đâu có phải là em bé đâu mà chịu sự xúi dục của người khác. Người ta dưới cái tuổi trưởng thành, người ta đứa trẻ mà đã trên 12 tuổi là nó đã biết rồi. Đừng có bao giờ nghĩ rằng mình xúi dục được đứa trẻ 12 tuổi đâu. Không phải dễ đâu. Đừng bao giờ mà xúi dục người khác như vậy. Và đừng bao giờ đánh giá cái người mà bị xúi dục. Xúi dục người khác cũng khó lắm. Cả hai cái đều là không đúng đối với một người trưởng thành. Thành ra nó mơ hồ lắm. Luật pháp mà nói chữ xúi dục là thấy mơ hồ rồi. Rồi, hoặc người đắc lực. Trời ơi, người đắc lực cái trình độ, cái đắc lực, cái thước đo nào để biết là đắc lực? Dùng toàn là những cái ngôn ngữ gọi là mơ hồ thôi. Thành ra muốn kết tội người ta làm sao là kết tội? Kết tội 12 năm tù là 12 năm tù, kết tội 20 năm tù là 2 năm tù. Là theo cái sự mà suy nghĩ cá nhân của cái người mà chánh án, của cái người quan tòa, nó không đúng. Bây giờ nói thiệt, hoặc gây hậu quả nghiêm trọng. Nghiêm trọng là thế nào? Hậu quả nào là hậu quả nghiêm trọng? Đúng không? Phải có những cái thí dụ cho người ta biết là nghiêm trọng là như thế nào. Đúng không? Toàn là những dùng những cái chữ mà gọi là mơ hồ. Rồi người ta thấy đó, cái điều mà 109 đó là cái tội gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hoạt động lật đổ cái chính quyền nhân dân, cái chính quyền này, cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này, cái chế độ diệt cộng này, có phải là chính quyền nhân dân không? Thưa quý vị, nó không phải là chính quyền của nhân dân. Bây giờ TV 256 cắt nghĩa cho quý vị thấy, nhân dân Việt Nam là tổng dân số đó là cho khoảng là cỡ 100 triệu. Phải không? 100 triệu mà chúng ta có chế độ diệt cộng nó đẻ ra gọi là 500 đại biểu quốc hội. Thì lẽ dĩ nhiên là 200.000 người dân bầu ra được một đại biểu quốc hội. Phải không? Mình lấy 100 triệu mình chia cho 500 đại biểu quốc hội thì mình biết được cái dân số cỡ khoảng là 200.000 người dân
bầu ra một đại biểu quốc hội. Rồi bây giờ nó nói là chính quyền nhân dân, nhưng mà TV256 bình luận đó là thấy rằng đây là một cái chính quyền của đảng chứ không phải của dân. Tại vì trong đó 500 đại biểu quốc hội đều là đảng viên đảng Cộng sản, nó đâu có người nào của người dân đâu. Trong khi đó nếu mà 100 người đó là của nhân dân á, ý 500 người đó là của nhân dân á, thì là 500 đại biểu đó là 500 đại biểu hoàn toàn không phải là đảng viên đảng Cộng sản thì mới là chính quyền của nhân dân. Tại vì đó nhân dân nó chiếm đa số mà, còn đảng á, thì có 4 triệu 5 triệu thôi, 5 triệu đảng á, 5 triệu người dân bầu ra đó thì giỏi lắm là 5 triệu người dân mà chia cho 200 ngàn, giỏi lắm là có 25 đại biểu à. Những người cộng sản đó, tại vì mình thấy là có 5 triệu cộng sản đi, 5 triệu người theo đảng cộng sản đi, thì bầu ra được đó giỏi lắm là chỉ có 25 đại biểu quốc hội thôi. Mà bây giờ 500 đại biểu toàn là đảng viên đảng Cộng sản không, thì làm sao gọi là chính quyền nhân dân được? Chính quyền này là không phải là chính quyền của nhân dân mà là chính quyền của đảng. Thành ra không có một người nhân dân nào mà muốn lật đổ cái chính quyền của nhân dân hết. Nhân dân muốn lật đổ chính quyền đảng, chính quyền của đảng, cái đó mới đúng. Rõ ràng là gì? Mấy anh cán bộ cộng sản nó trả lời được không? Rất là mơ hồ. Người dân có cái gì mà lật đổ cộng sản? Người dân kia người ta chỉ có cái cây súng nước à, thấy không? Giống như anh Trần Anh Kim, làm sao mà nói là kết tội người ta là lật đổ cái chế độ cộng sản? Biết bao nhiêu người bị đưa vào cái điều 79 hoặc là điều 109 này. Thành ra cái chế độ diệt cộng là một chế độ man rợ, phải nói thẳng là man rợ, mà hình phạt rất là vô lương tâm. Bỏ ngồi tù người ta đến 12 năm, đến 20 năm, hoặc tù chung thân, hoặc tử hình. Coi nó mang rợ đến mức nào không? Một chế độ đó không phải cầm quyền suốt đời được. Thấy không? Các quốc gia khác người ta cũng thay đổi cái chế độ bởi cái lá phiếu của người dân. Thấy không? Bởi cái lá phiếu của người dân người ta thay đổi chế độ. Còn cái chế độ này cộng sản đó, nó muôn đời, nó mấy chục năm luôn. Nó từ hồi năm 1945 đến bây giờ. Nó cầm quyền từ hồi năm 1945 bây giờ. Có bầu cử tự do đâu. Toàn là người đảng lên nắm quyền thôi. Chứ nhân dân nào mà được ngồi vào ghế quốc hội đâu. Phải không? Thành ra chính quyền đó là chính quyền của đảng. Thành ra cái quốc hội này cũng không gọi là quốc hội nữa. Đây là cái đảng hội. 500 thành viên đó là đảng hội. Nó không gọi là quốc hội. Quốc hội nó thật sự là phải có những người được dân bầu lên mới gọi là quốc hội. Thế giới người ta là vậy. Đất nước của người ta là vậy. Đất nước người ta là người mà được dân bầu lên. Đất đây nó toàn là người đảng ra không à? Cái người đảng ra được nó chỉ định như thế nào để ra ứng cử thôi. Biết bao nhiêu người dân người là ứng cử quốc hội nó đâu có cho đâu. Giống như Lê Trọng Hùng đó. Trọng Hùng bây giờ ổng bị ở tù rồi đó. Cũng ứng cử đại biểu quốc hội đó. Nó đâu có cho ứng cử đâu, rồi nó bắt vô bỏ vô tù. Trong khi ông Lê Trọng Hùng đó ổng còn có người vợ bị mù nữa, khổ sở như thế nào mà những người yêu nước là bị bỏ trong tù hết đó.
Từ là Cấn Thị Thiêu, rồi Nguyễn Thị Tâm, rồi Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, tất cả những người yêu nước nó bỏ trong tù hết. Một cái chế độ mọi rợ không, nó dùng toàn là luật pháp ba cái điều này để mà bắt người ta thôi. Hỡi người ta lên tiếng thôi, lên tiếng là theo cái quy định của điều 25 trong hiến pháp, người dân có quyền tự do ngôn luận, đúng không? Người dân phải có lá phiếu để mà thay đổi cái chính quyền, mà lá phiếu người dân đâu có được tôn trọng đâu. Người dân có 100 triệu mà không có người mà dân thường nào mà ít nằm trong quốc hội. Trong quốc hội toàn là những thằng cộng sản không, có phải là cuộc bầu cử mang rợ không? Một cuộc bầu cử thật sự là một cuộc bầu cử phải có sự tranh luận. Chúng ta thấy có khi nào mà có hai người tranh luận với nhau không? Chúng ta không bao giờ thấy ở trong cái chế độ cộng sản. Chúng ta thấy nó cũng có bầu cử, nó có bầu cử thủ tướng nha, nó bầu cử chủ tịch quốc hội nha, nó cũng bầu cử gọi là tổng bí thư nha, nó bầu cử chủ tịch nước đó. Nhưng mà chúng ta thấy có khi nào có hai liên danh không? Có hai người ra ứng cử mà để bầu ra một người không? Không có. Từ mấy chục năm nay chưa bao giờ có cái tình trạng mà hai người ra ứng cử một chức vụ để mà người dân chọn ra một người. Đất nước nó bầu cử chủ tịch nước, nhưng mà sự thật ra nó trong đảng nó đưa ra có một người thôi, rồi nó đưa ra cho quốc hội biểu quyết, phê chuẩn cái người đó làm chủ tịch nước. Chẳng có ai được bầu cử. Bầu cử ít ra người ta phải chọn hai người, hai liên danh để người dân có thể bầu cho cá nhân nào, rồi phải có tranh luận, có debate, nó gọi là tranh luận giữa hai ứng viên để người dân thấy cái ứng viên nào làm giàu cho đất nước, ứng viên nào giỏi hơn để người ta bầu. Phải có tranh luận. Chế độ cộng sản hoàn toàn không có tranh luận. Thành ra họ chỉ phạm tội mà cái tội của họ, người mà phạm tội điều 79 hoặc là điều 109, họ phạm tội vì cái vấn đề gì? Không. Cái người tòa án, cái người chánh án phải đưa ra những cái lý do để mà bảo rằng cái người đó phạm tội, để chứng minh rằng người đó phạm tội. Mà bây giờ lật đổ bằng cái gì? Không không ai chứng minh được. Tại vì họ chỉ có cây súng nước rồi lấy gì chứng minh? Mỗi người có cây súng nước lấy gì chứng minh? Họ đâu có một cái cây súng nào đâu mà lật đổ. Họ đâu có chiếc xe tăng, họ đâu có máy bay đâu mà lật đổ. Bây giờ họ lật đổ bằng cái gì? Trong khi đó, đó là cái phận sự của tên chánh án, phận sự những người mà trong làm trong luật pháp, không làm trong ngành tư pháp. Phận sự của những người đó là phải chứng minh một cách thuyết phục rằng người đó có khả năng lật đổ. Khi mình chứng minh được người ta có khả năng lật đổ thì mình mới kết tội người ta được. Chứ không phải mình dựa theo ba cái điều luật này mà mình không chứng minh gì hết. Luật pháp gì mà kỳ cục ấy? Luật pháp gì mà mang rợ đến mức đó? Thấy điều điều mà 79 hoặc là điều 109 mà luật pháp không có thể mà thay đổi như vậy được. Khi mà mình đã thay đổi một cái điều luật, cái số của điều luật mà mình thay đổi như vậy là mình dẹp đi, mình thả người ta hết, mình thả tất cả những người mà vi phạm cái điều 79 đó đi, bắt biết bao nhiêu người vi phạm cái điều 79 rồi, chế độ diệt cộng bắt bắt làm biết bao nhiêu người vi phạm điều 79, họ kết tội người ta vi phạm điều 79 bằng cái cây súng nước thôi.
mà khi họ đã đổi điều luật rồi đó là họ họ phải phải thả hết tất cả những người mà vi phạm điều 79. Không phải luật pháp mà anh muốn cứ thay đổi hoài, ai mà chịu nổi, ai mà cứ theo điều luật này điều luật nọ mà nó cũng là một cái tội trạng. Tại sao lấy cái lý do điều gì mà để thay đổi cái điều luật như vậy? Có phải là cái lý do mà quá mơ hồ không? Khi mà anh thay đổi điều luật à, anh phải thả người ta, hiểu không? Người ta phạm điều luật 79 chứ người ta không, đâu phải là phạm điều luật 109. Đâu có thể nào mà hai cái điều luật mà nó trùng nhau như vậy. Luật gì kỳ vậy? Chính quyền mà người ta cũng không phải là lật đổ chính quyền nhân dân nữa, người ta lật đổ chính quyền đảng. Toàn là những cái câu mà mơ hồ ở trong luật pháp không ạ. Thử hỏi làm sao mà không có tranh cãi được. Luật pháp mà mơ hồ như vậy là luật pháp vứt vào sọt rác rồi. Nó giống như cái điều 4 hiến pháp gì đó. Điều 4 hiến pháp phải vứt vào sọt rác vì nó không công bằng. Đâu phải chỉ có một đảng cộng sản là được quyền nữa là bỏ vô trong hiến pháp. Cái đảng cộng sản mà tự nhiên được bỏ vô trong hiến pháp là cái luật pháp đó là luật pháp khỉ rồi, luật pháp rừng xanh rồi. Không có ai mà không có công ty một cái đảng phái nào được nằm ở trên luật pháp hết đó. Đúng không? Trong khi đó nó biết bao nhiêu đảng phái người ta ra đời. Đúng không? Người ta cũng lòng yêu nước, người ta thành lập đảng rồi bây giờ chỉ có đảng cộng sản là được quyền lãnh đạo thôi theo điều 4 hiến pháp. Có phải là mang rợ không? Mà khi mà luật pháp mà mang rợ như vậy, một cái hiến pháp mà mang rợ như vậy đó thì nó không phải là hiến pháp, nó không phải là luật pháp nữa. Luật pháp người ta phải dựa theo cái nền tảng là bình đẳng, công bằng với mọi tổ chức, mọi tổ chức, mọi đảng phái đều có thể cầm quyền, chứ không phải chỉ có một đảng cộng sản là được cầm quyền ở theo điều 4 hiến pháp. Đó là cái điều luật mọi rợ, nó không phải là luật pháp, nó không phải là tòa án, nó là tà án, nó là luật rừng chứ không phải luật pháp. Rồi bây giờ mình tiếp theo mình bình luận về cái điều 258. Điều 258 chẳng qua là bây giờ là trở thành điều 331 bộ luật hình sự thôi, nó cũng là bộ luật hình sự đó, nhưng mà từ người ta đã luật 58 là hồi nào tới giờ rồi. Cái điều luật 258 là cả chục năm rồi, tự nhiên đổi ra điều 331 bộ luật hình sự. Nó muốn đổi là đổi à, mà khi mà nó muốn đổi á thì nó phải thả hết tất cả mọi tù dân vi phạm cái điều 258. Nó bắt buộc nó phải thả, tại vì điều 258 không có nữa. Hoặc là điều 258 này nó trở thành một cái điều luật nào cái. Rồi làm sao kết tội người ta được? Phải không? Tại sao kết tội người ta điều luật 258? Rồi bây giờ kết tội người ta là 331, nó không có đúng. Nó sai luật rồi. Khi mà mình đã đổi luật rồi á, là mình phải thả hết tất cả những tù nhân vi phạm vào điều 258 trước kia và mình kết tội người ta. Có phải không? Đâu phải đặt luật rồi muốn đặt điều luật nào đặt sửa đổi số điều luật như vậy theo cái ý của mình như vậy được. Bây giờ thì TV cắt nghĩa cái điều luật 28 trong bộ luật hình sự năm 1999 nha. Sự thật là nó cũng giống nhau cũng gần y chang như quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trời đất ơi, bây giờ khi mà anh có luật, người dân có quyền lợi dụng cái luật đó,
nó phải là cái tội. Thấy nó mơ hồ chưa? Khi mà luật pháp nó cho phép mình làm cái gì thì mình phải lợi dụng cái quyền đó. Bây giờ luật pháp nè, nó cho tôi chửi tổng thống Mỹ thì tôi có quyền lợi dụng cái điều luật đó. Điều luật ở bên Mỹ nó cho người công dân có quyền chửi những người mà public figure. Public figure là cái người mà của công chúng, tổng thống là người của công chúng, thì tôi có quyền tôi chửi tổng thống. Tôi phải lợi dụng cái quyền đó chứ. Cái việc lợi dụng nó không phải là cái tội. Lợi dụng và sử dụng nó cũng giống nhau thôi. Lợi dụng với sử dụng nó cũng giống nhau thôi. Nó đâu có gì khác đâu. Có ai cắt nghĩa được cái khác không? Khi mình dựa vào một cái luật pháp, tức là mình lợi dụng cái luật pháp đó để mình thi hành cái luật pháp đó. Cái luật pháp đó nó cho người công dân, nó cho người công an, nó cho người cảnh sát có quyền bắt những người cướp. Thì lẽ dĩ nhiên cảnh sát phải lợi dụng cái quyền đó để mà bắt người cướp. Thì cái lợi dụng hoặc là sử dụng quyền đó nó hoàn toàn nó giống nhau. Nó đâu có cái gì khác đâu. Mà bây giờ tôi hỏi các anh, tôi hỏi cái nhà cầm quyền Việt Cộng, quyền tự do dân chủ ở đâu? Làm gì có quyền tự do dân chủ? Nó có đó đó, nhưng mà nó không thi hành bao giờ. Đó là cái điều 25 hiến pháp. Điều 25 hồi xưa hiến pháp nó cũng sửa đổi tới lui. Hồi xưa là điều gì đó, hồi xưa là điều gì đó, nó đổi lại thành điều 25 hiến pháp, là cái quyền tự do ngôn luận của người dân, cái quyền tự do, rồi cái quyền lập hội, cái quyền biểu tình của người dân. Lập hội, lập đảng đó, quyền biểu tình của người dân nó đổi. Rồi trong khi đó, nó nói là người ta lợi dụng quyền tự do ngôn luận. Thì trong đây nó nói rõ như thế này. Điều 25 hiến pháp đó, điều 258 bộ luật hình sự đó, thì nó nói rằng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, của tổ chức rồi của công dân nữa, cá nhân nữa. Bây giờ đó quyền tự do dân chủ đó nó cũng không có công nhận nữa nha. Trong quyền tự do dân chủ mà theo điều 25 của hiến pháp đó có được quyền biểu tình nữa, mà tới giờ này nó còn chưa có đặt luật ra cái quyền biểu tình như thế nào nữa. Nó đặt cái quyền rồi, đâu có phải nào đặt luật được. Nó cái quyền tự do ngôn luận rồi làm sao mình đặt luật được? Cái quyền của nằm ở trong hiến pháp làm sao mà đặt luật được? Bởi vì tất cả những cái điều luật của nó đó, nó vi phạm vào cái quyền tự do ngôn luận của người ta. Rồi nó hô là người ta lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận để mà người ta vi phạm, xâm phạm vào lợi ích của nhà nước. Cái lợi ích của nhà nước đó, nó không không có bao giờ nó bằng cái lợi ích của toàn dân. Nhà nước chỉ là nhà nước của cộng sản thôi, nó không phải là người dân đó, người ta không có xâm phạm cái gì hết. Người ta xâm phạm cái lợi ích của cộng sản là chuyện rất là thường, tại vì nhà nước này là nhà nước của cộng sản, nhà cầm quyền cộng sản, hiểu không? Thì người dân người ta có quyền xâm phạm, mà phải chứng minh chứ nha. Ra luật pháp là phải chứng minh xâm phạm lợi ích của nhà nước là nhà nước thiệt thòi cái gì. Mình kết tội người ta, mình phải chứng minh người ta xâm phạm lợi ích như thế nào, hiểu không? Nó phải tự nhiên là cái nói người ta
lợi dụng quyền tự do dân chủ, mà trong khi chẳng thấy người dân chẳng thấy cái quyền tự do dân chủ ở ở ở đâu hết nè. Cũng không nhằm chống lại quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí của người dân, mà một mặt nghiêm trị những hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận. Trời đất ơi, đã nói rồi, lợi dụng với sử dụng đều giống nhau hết đó. Đừng có nói cái dùng cái chữ lợi dụng, có cái chữ lợi ngay đây rồi tự nhiên kết tội người ta, kết tội người ta gọi là mơ hồ, người này 6 năm, người kia 8 năm tù. Trong khi người ta chỉ lên tiếng để mà tố cáo những cái sai lầm của nhà nước. Đó. Tự động cho người ta cái quyền lợi dụng. Có quyền thì người ta lợi dụng là tự nhiên thôi. Khi mà người ta dựa theo một cái luật pháp nào đó thì người ta lợi dụng cái luật pháp đó. Lợi dụng nó không phải là cái tội. Thấy không? Làm sao lợi dụng rồi là cái tội được? Đã nói rồi, lợi dụng và sử dụng nó giống nhau, y hệt với nhau thôi. Thấy không? Bởi vì bây giờ những người biết bao nhiêu người đó lợi dụng quyền tự do dân chủ đó, 258, hàng trăm người, mấy chục năm trước đó hàng trăm người bị tù tội ở trong đây nè, điều 258 phải là oan ức không? Bây giờ đổi thành điều 331. Luật pháp muốn đổi là đổi à. Khi anh đã đổi thành điều 331 rồi vậy anh kết tội những người cũ này như thế nào? Những người mà tù nhân mà vi phạm điều 258 như thế nào mà bây giờ điều 258 nó trở thành không? Không biết cái điều gì nó nằm ở trong hiến pháp nữa. TV256 cũng đâu có thì giờ đâu mà lôi ra điều 258 trở thành điều gì? Tại sao phải sửa đổi như vậy? Cái vấn đề đó là chúng ta nghĩ rằng là tại sao phải sửa đổi điều luật như vậy? Một nhà nước mà sửa đổi điều luật như vậy là một nhà nước mang rợ rồi. Luật pháp anh không phải sửa đổi như vậy được. Luật pháp anh có thể dựa theo cái quốc hội, dựa theo những người làm luật trong quốc hội để mà sửa đổi một một điều nó nằm trong hiến pháp hoặc nó nằm trong cái bộ luật hình sự. Anh có thể sửa đổi nhưng mà anh không có thể sửa cái tên của điều luật được. Anh có thể sửa cái chi tiết nhỏ nào đó ở trong cái điều luật. Ừ, nó thêm coi như là bây giờ nó bỏ án tử hình đi thì anh sửa cái điều luật đó là không có áp dụng án tử hình nữa thì cái đó anh có thể sửa được, nó nằm ở trong cái điều luật đó. Thí dụ bây giờ điều luật mà 79 hồi nãy đó, 79 là 109 nó có cái án tử hình. Bây giờ anh muốn bỏ án tử hình thì anh phải bỏ cái phần mà tử hình ở trong cái điều luật đó thì cái đó được. Anh không thấy mà sửa điều luật cái số này số nọ mà khi mà anh chấp nhận anh sửa rồi đó thì anh phải phóng thích tất cả những người đã vi phạm vào điều luật 258 trước kia, mấy trăm người trước kia mà vi phạm điều 128 mấy anh phải thả ra hết. Đó mới đúng là luật pháp. Luật pháp không có thể mà kỳ cục như vậy. Lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trời đất ơi. Mơ hồ đến mức nào không? Cả thế giới người ta lên án. Chứ không phải mình cá nhân TV256 lên án. Biết bao nhiêu người bây giờ cái vụ Thiền Am cũng vậy đó, tự nhiên bắt người ta về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ mà không biết tự do dân chủ thấy ở đâu nữa. Người ta sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền của người ta. Người ta tự sử dụng quyền tự do tư tưởng, nó có nằm ở trong hiến pháp thì người ta sử dụng thôi.
Đừng có nói là người ta lợi dụng, dùng cái chữ lợi rồi bắt người ta vô trong tù, trong khi những người này là những người công dân tốt cho đất nước, là họ biết lợi dụng cái quyền của họ, cái quyền được ghi ở trong hiến pháp, là những người công dân tốt cho đất nước. Tại sao nói người ta lợi dụng rồi bỏ người ta trong tù? Thành ra cái luật pháp này đó, nó có thể bắt được tất cả mọi người công dân Việt Nam bỏ trong tù bất cứ lý do nào, gần như bất cứ lý do nào, nó cứ nói lợi dụng thôi. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, lợi dụng quyền gọi là tự do báo chí, tự do ngôn luận. Nó cứ kết tội người ta rồi nó bỏ trong tù thôi. Ngoài ra người ta có cái tội gì? Đâu có tội gì mà bỏ người ta vô trong tù được. Cái mang rợ, mình nói mang rợ không có sai đâu. Đây là cái luật pháp rất là mang rợ. Ừ. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận nè, tự do báo chí nè, tự do tín ngưỡng nè, tôn giáo nè, tự do hội họp nè, lập hội nè, và các quyền tự do dân chủ khác. Quyền tự do dân chủ khác là quyền nào cũng không nói ra, đúng không? Thành ra người ta người người bây giờ người ta muốn lập hội lập đảng đi, tự nhiên cũng bắt người ta bỏ trong điều 331, lợi dụng quyền lập hội hả? Thành ra nó có nằm ở trong hiến pháp mà chỉ chơi thôi, đúng không? Chứ nó không có thi hành, nó không thi hành điều 25 hiến pháp. Khổ gì đó, nó không có thi hành. Nó có luật, nó có hiến pháp mà nó không thi hành điều luật đó. Nó chỉ bắt gọi là những người mà người ta chống đối cái chế độ cộng sản, người ta bỏ trong tù thôi. Người dân có quyền thay đổi chế độ chứ, thấy không? Dân là nước mà, dân là thuyền được, thấy không? Nhà nước là chính quyền, thì nhà nước làm bậy với dân thì dân có quyền lật thuyền bằng cái lá phiếu của họ, đơn giản thôi. Mà nó đâu có bầu cử tự do đâu, nó hoàn toàn nó không có bầu cử tự do. Thành ra nó muốn làm cái chế độ mà cộng sản là suốt đời thôi, suốt đời nó cai trị người dân, chứ sự thật ai cũng biết hết đó. Người Việt Nam ở nước ngoài là gần 5 triệu người dân rồi. 5 triệu người dân ở nước ngoài, người ta biết tại sao các quốc gia khác người ta giàu có và người ta hùng mạnh. Và người ta đang sống hạnh phúc và sung sướng. Ngoại trừ người dân Việt Nam là phải khổ sở, phải sống trong nghèo đói. Nước nào người ta áp dụng quyền tự do nè, dân chủ nè, nhân quyền nè, các quyền tự do ngôn luận người ta áp dụng, người ta sử dụng, người ta lợi dụng các quyền đó thì nó mới giàu có cái đất nước được. Người ta hiểu hết. Chỉ có mấy thằng Việt Cộng là nó cố tình nó không hiểu thôi. Thành ra khi mà nó chọn cái chủ nghĩa cộng sản rồi nó độc tài độc ác, chỉ có một đảng của nó duy nhất thôi. Thành ra nó muốn cấm hết tất cả những người mà muốn thành lập tự do lập hội nè, phải không? Tự do hội họp nè, nó hoàn toàn nó không có, nó bắt hết. Lập đảng rồi nó bắt hết, tuy là nó có luật ở trong hiến pháp nhưng mà nó không thi hành, nó bắt hết. Nó có luật biểu tình luôn, nó ở trong hiến pháp nói là người dân có quyền biểu tình, nhưng mà biểu tình thử coi, nó bắt hết. Chế độ nó vậy là nó quá khốn nạn rồi, phải không? Trời đất ơi, cái luật này nó bắt ai cũng được hết.
Nó cứ nói mày lợi dụng quyền tự do ngôn luận, thành ra mày nói như vậy, thành ra bắt bỏ tù 6 năm. Tại sao mày nói như vậy? Tại sao mày dám nói như vậy? Là mày đã vi phạm cái quyền tự do ngôn luận rồi, đúng không? Mày đã vi phạm về cái tội lợi dụng quyền tự do dân chủ rồi. Thành ra ai cũng phải là người nạn nhân của chế độ hết. Mà chế độ muốn bắt tù ai là bỏ tù người đó. Cái chế độ nói là vậy đó. Rất là khốn nạn. Mình nữa là mình có là không không thể nào mình tưởng tượng được luôn đó. Một cái điều luật mà mơ hồ như vậy, luật pháp kiểu này ai cũng trở thành tội phạm đó. Mà cái điều điều đó mọi rợ lắm nè, để TV256 đọc cho quý vị nghe. Điều 331 Bộ luật hình sự quy định tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân như sau: người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do hội họp lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh. Trời ơi. Ảnh hưởng xấu là ảnh hưởng như gì? An ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt từ 2 đến 7 năm tù. Mẹ, toàn là mơ hồ không à. Luật pháp đó cũng phải cần đưa ra cái thí dụ dẫn chứng cho người ta bị tội như thế nào mới gọi là ảnh hưởng đến an ninh, ảnh hưởng đến trật tự, chứ không phải thì theo một cái quyền phán xét của tòa án để mà kết tội người ta. Đúng không? Cứ nói là an toàn xã hội. Bây giờ TV256 mới nói mấy mấy anh đó khi mà biểu tình đó, người dân biểu tình, mấy anh đưa ra cái máy mà phát sóng để mà làm điếc lỗ tai người dân đó. Cái máy phát phát thanh mà TV nghe khủng khiếp lắm. Nó phát sóng làm điếc lỗ tai của người dân. Đúng không? Là gọi là gây ra cái an toàn xã hội rồi. Người dân đi biểu tình người nào cũng bị điếc cái lỗ tai hết. Vậy là các anh có bị phạt từ 2 đến 7 năm không? Phải không? Đó là an ninh trật tự của người dân đó. Người dân đang đợi là biểu tình đàng hoàng theo luật pháp, tự nhiên mấy anh nói là ảnh hưởng đến an ninh trật tự toàn xã hội nữa. Người ta không có tội gì hết á, tự nhiên phạt người ta từ 2 đến 7 năm tù. Trời ơi, một cái điều luật mà mọi rợ rồi là mơ hồ như thế này mà phi lý thiệt, mà cái chế độ anh còn tạo ra được cái điều luật mà mọi rợ như vậy á, có phải mấy mấy anh là làm trò cười cho toàn thế giới không? Mấy anh chỉ là những con những cái thằng hề á, chứ mấy anh đâu phải là làm luật đâu. Một cái điều luật không thể nào mà mọi rợ như cái điều luật mà 331 như thế này. Ai cũng bị kết tội như vậy nếu mà mấy anh muốn bỏ vô trong tù. Một điều luật mà quá mọi rợ luôn. Rồi bây giờ đến cái điều luật mà 88 nè. Rồi sau này nó đổi thành điều luật 117 nữa nè. Đó, muốn đổi là đổi à. Mỗi khi muốn đổi là phải thả người ta hết. Tại vì người ta đã luật 388 nó đã bỏ rồi. Khi mà anh bỏ luật thì anh phải thả người ta hết. Tất cả mọi
Công dân mà bị vi phạm vào điều luật một điều luật 88 mấy năm trước, mấy chục năm trước, mấy anh phải thả người ta hết. Tại vì luật pháp nó thay đổi. Khi mà nó thay đổi như vậy, mấy anh phải thả người ta hết. Tại vì người ta lúc đó thì nó dùng là điều 88, bây giờ nó thành là điều 117 rồi. Người ta đâu có vi phạm điều 117 nữa đâu mà các anh bắt người ta. Nếu mà mấy anh bắt người ta, mấy anh phải đưa người đó ra tòa án để mà xử cái tội 117. Chứ không phải dùng cái điều 100 điều 88 nữa. Để mình đọc coi nè. Nó sửa cái tên, sửa tên điều luật từ tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành tội làm nè, tàn trữ nè, phát tán nè hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trời đất ơi, tội làm phát tán nè, tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin. Người ta đã có quyền tự do ngôn luận mà mấy anh nói chuyện gì kỳ vậy? Đây là những cái việc mà di hiến đó. Hiến pháp người ta cho cái quyền như vậy. Đúng không? Mà các anh chúng chẳng phải là nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh nó có xin phép người dân đặt cái tên nước không? Tên nước là Việt Nam. Chứ không phải tên nước mà nó dài lòng thòng như vậy, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một cái chủ nghĩa mà mọi rợ, một cái chủ nghĩa xã hội cộng sản, các anh còn cái gì là cộng sản nữa đâu. Đúng không? Mà các anh vẫn chưa chịu thay đổi cái tên. Đúng không? Xã hội chủ nghĩa là một cái xã hội gọi là nền kinh tế gọi là tập trung công nông trường mà. Tại sao các anh vẫn giữ cái tên nước như vậy? Cái tên nước rất là mọi rợ như vậy mà dài như vậy. Các anh có hỏi ý kiến của một người dân nào chứ? Chưa. Đổi tên nước là một việc hệ trọng, cần phải có ý kiến của toàn dân. Phải không? Chứ không phải ý kiến của mấy cái người mà nằm ở trong đảng, 500 thằng đại biểu trong đảng. Nó là những cái thằng khỉ Trường Sơn thôi. Nó không có thể, nó có quyền nào mà nó thay đổi cái tên nước. Tên nước Việt Nam là Việt Nam, chứ không có vụ mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung điều luật được sửa theo hướng quy định cụ thể hơn và mở rộng hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này là tuyên truyền, làm ra tàn trữ và lưu hành các tài liệu văn hóa phẩm có nội dung chống nhà nước. Nội mà nói chữ chống đây là chống như thế nào? Phải không? Người ta đó giúp cho nhà nước để nhìn thấy rõ cái mặt sai trái, cảm ơn người ta không hết, nói người ta chống. Phải không? Giống như TV lên lên tiếng đây nè, lên tiếng về cái những cái điều luật mang rợ của các anh đó, các anh phải quỳ xuống mà cảm ơn thằng TV 256 này. Nhờ thằng TV 256 này các anh mới thấy những cái điều sai trái trong cái điều luật như vậy. Các anh phải quỳ xuống cảm ơn thằng TV 256 thì cái đất nước này nó mới khá được. Chứ không phải nó nghèo đói hoài thôi vì những cái điều luật béo rợ như thế này. Luật pháp người ta có hiến pháp, người ta cho những cái quyền của người 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 dân được hưởng. Cái quyền người dân được tự do ngôn luận, các anh nói là tuyên truyền chống phá nhà nước, tuyên truyền chỗ nào? Người ta có quyền tự do ngôn luận, người ta nói ra những cái điều mà sai trái của nhà nước, người ta nói ra những điều sai trái của chế độ Việt Cộng thì phải quỳ xuống cảm ơn người dân đó thì mới khá được. Giống như bà Rosa Parks ở bên Mỹ đó, tên của bà Rosa Parks,
bà chống để điều luật mà không có nhường ghế cho người Mỹ trắng, bà là người Mỹ đen, bà phải nhường ghế cho người Mỹ trắng khi mà ngồi trên xe bus. Thì khi bà đang ngồi rồi, người Mỹ trắng lợi, bà không thèm nhường ghế. Cái luật đó là mấy chục năm trước rồi. Thì bà lên tiếng, bà không nhường ghế, thế là ông đó, ông gọi cảnh sát. Cảnh sát lên bắt bà bỏ vô tù. Rốt cuộc, bây giờ bà Rosa Parks đó, bà là người anh hùng, nữ anh hùng của nước Mỹ. Người ta phải mang lên, cái người mà dám đứng lên để mà chỉ trích những điều sai trái, bất công trong xã hội. Đó là một cái chuyện bất công. Là con người với nhau, Mỹ trắng Mỹ đen cũng vậy thôi. Tại sao bắt tôi phải nhường ghế? Luật pháp phải công bằng chứ. Thành ra bà nhất định bà không nhường ghế, mà sau này bà trở thành một người anh hùng của nước Mỹ. Phải quỳ xuống. Các anh Việt Cộng phải quỳ xuống cảm ơn thằng TV256 này. Vạch rõ những cái điều mà sai lầm trong luật pháp của các anh. Những cái điều mà mọi rợ của các anh. Để sau này đó các anh thay đổi những cái luật pháp như vậy. Thì lúc đó hãy nghĩ đến cái thằng TV256 này. Vạch ra những cái điều mà xảo trá, gọi là gian dối. Những điều mà kết tội người dân như vậy. Luật pháp mà mọi rợ, làm sao mà người dân chịu nổi? Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Bởi vì mình nói thiệt, mình nhờ chị Google đó giúp đỡ mình nhiều lắm. Cảm ơn chị Google. Mà mình nói thì một chút xíu là mình chịu không nổi rồi, mình đã khan tiếng rồi. Nhưng mà mình cũng cũng phải phải nói thôi. Mình chịu không nổi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi channel TV256 nha, YouTube nha, cảm ơn nhiều lắm.